Hôm nay tôi sẽ lên cho quý vị một ngôi nhà duy nhất còn sót lại với diện tích 55m² mà có thể để ô tô trong nhà. Ngôi nhà này được thiết kế 3 tầng 1 tum với mặt tiền rộng 3m65 và sâu 15m, hơi nở hậu. Tầng 1 như quý vị thấy thì chủ có thiết kế không gian phía trước của ngôi nhà dùng làm chỗ để ô tô. Kế đến là không gian của phòng khách với cửa kính lùa một cánh. Và cuối cùng là không gian của phòng bếp và nhà vệ sinh. Ngôi nhà này thì được chủ thiết kế thêm phần không gian mở ở cuối nhà nên rất là sáng và thoáng quý vị ạ. Tủ bếp thì được chủ nhà thiết kế bằng chất liệu gỗ MDF chống cong vênh với hai màu chủ đạo là màu trắng và màu óc chó. Trên tầng 2 của ngôi nhà thì được chủ nhà thiết kế với hai phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Trên tầng 2 thì có một điểm rất là đặc biệt quý vị ạ, đấy là chủ nhà có thiết kế một khoảng sân là không gian mở phía trước phòng ngủ. Quý vị mà sử dụng không gian đó để uống cà phê, trồng cây cảnh hoặc nuôi các loại chim cảnh thì quá là chill quý vị ạ. Trên tầng 3 thì chủ cũng thiết kế hai phòng ngủ và một nhà vệ sinh, còn trên tầng 4 sẽ là hai sân phơi rộng rãi. Ngôi nhà này thì thuộc hướng đông bắc, có đường trước mặt khoảng hơn 3m, ô tô có thể đi lại thoải mái. Nhà thì rất gần chợ chính, gần ủy ban, gần trường học các cấp, cách bến xe Nghĩa, khu đô thị Đô Nghĩa khoảng 3,5 km. Ngôi nhà này thì đã có sổ riêng, pháp lý rõ ràng, chuẩn chỉ, quý vị mua về thì có thể ở ngay được. Hiện tại thì giá chào bán của ngôi nhà đang là hơn 2 tỷ một chút, bao toàn bộ phí thuế sang tên và có hỗ trợ vay ngân hàng lên đến 70% giá trị ngôi nhà. Quý vị nào quan tâm có thể để lại bình luận và nhớ bấm follow kênh để tìm cho mình ngôi nhà phù hợp với quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.